Tại vì mình đâu có nói cái gì sai đâu, mình chỉ nói những cái gọi là trong tâm trong ruột nói ra thôi, đúng không các bạn? Cũng chẳng biết tại sao cái nhịp cầu tri thức này nó ra đời. Thực ra là biết ngay lúc mà Đức nhận lời của với anh Kiệt để làm nhịp cầu suy ngữ là Đức đã đi đến nhịp cầu tri thức, nhưng mà thực ra lúc đó cũng không có nghĩ đến là cái cách mà mình làm như hiện nay, và thật sự là cũng không mơ là trong một tuần lễ mà có được một cái sự có được những cái con số kỳ diệu như vậy. Ví dụ như tuần vừa trước á, là Đức ngồi, Đức ôm laptop, Đức gửi 10.000 cái email. Trong tay Đức lúc đó, Đức chỉ có kêu gọi, mặc dù là tình nguyện viên của nhịp cầu sinh ngữ là nhiều lắm, giáo viên nhiều lắm, nhưng mà lúc đó mình cũng ngại. Thành ra là mình cũng chỉ rủ rê mấy cái bạn thân thuộc của mình. Lúc đó hình như là cái webinar tuần trước là có hình như có 4 hay 5 bạn gì hả? Có thứ có Lộc với có Bình thôi. Nhưng mà trong tuần vừa rồi á, thì bây giờ trong group Zalo của chị Đức là hình như là phải 5, 6 hay 7 group. Mà trong đó là mỗi cái group hình như là cái group group dịch thuật là 30 người. Cái team mà hôm nay làm webinar là 16 người. Là nếu mà các bạn coi lại livestream thì các bạn sẽ thấy là team webinar đã xuất hiện vào đúng lúc 6 giờ và ngồi họp rất là nghiêm túc. và chấp nhận livestream luôn, coi như là mở toang cánh cửa, có nhiều nói vậy. Và cái team team dịch thuật, theo Đức á, là cái team dịch thuật rất là quan trọng. Mà Bình làm nghiên cứu định tính thì chắc chắn Bình biết là mỗi lần mà lấy một cái interview về mà để đi transcribe, translate, xong rồi review, rồi rubricing, thì nói thật đó là hoặc là làm mấy chục tiếng, hoặc là tốn bao nhiêu ngàn đô, đúng không? Nếu mà không làm là cái vụ mà rã băng thôi. Thì chị Đức thực sự tri ân cái nhóm tuần vừa rồi là 4 tiếng đó các bạn đã cắt ra hình như khoảng 20-30 cái video gì đó rồi. Vẫn chưa hết, nhóm vẫn đang làm gọi là gì, rã băng. Right. Video thì lên rồi nhưng mà rã băng thì chưa xong, và còn thêm một cái công đoạn là dịch dịch để cho mấy ông người nước ngoài ổng thấy là tụi tôi nói cái gì trong đó, tôi nói những cái gọi là khoa học mà khoa học đúng nghĩa, chứ tôi không có chém gió, đúng không? Mình nói tiếng Việt mà mình dám mình dám để tiếng Anh. Và thực ra là một cái không biết là có phải là mơ không, Đức mơ đến một ngày là cái kênh YouTube của Nhịp Cầu Sinh Ngữ các bạn Thái Lan, các bạn Indo, các bạn Philippines cũng nhảy vô ngồi học. Tại vì rõ ràng là họ không kiếm được ở nước họ thì họ phải qua, và họ phải chấp nhận là họ nghe cô Bình Mùi nói tiếng Việt và họ đọc cái gì subtitle, đúng không các bạn? Thì sáng Đúng, nay xem phim đúng Hàn rồi thì nếu mà các bạn ở đây á, là các bạn muốn đóng góp lại cho cộng đồng, cho các chị ở đây, thực ra không biết vì lý do gì tiếng Việt đúng không? các chị không toàn các bà mẹ mới chết chứ thì kể cả em Hạnh nữa, Hạnh cũng là hai con mà một đứa là hình như cũng 2 tuổi, trời ơi, mà Hạnh đi theo chị Đức là bao nhiêu cái dự án, từ bán rau cho đến bán cá cho đến bán chè dưỡng nhan, cho bây giờ tới bán bột dinh dưỡng. Hạnh ơi còn đây không, chắc cũng mất. Thì có hai cách các bạn có thể có 3 cách chứ. Cách thứ nhất đơn cùng đơn giản là viết rating trên fanpage của Nhịp Cầu Sinh Ngữ, xin lỗi, Nhịp Cầu Tri Thức, viết comment trên YouTube, viết tiếng Anh càng tốt, hai kênh đó, viết reflection, kể cả là action plan của các bạn trên trang Facebook group. Rồi cái thứ hai, nếu như mà bạn có tài chính, nhất là những bạn mà đã đi làm và các bạn có ý muốn là chia sẻ, các bạn không cho Đức đâu, không cho Bình đâu, thực ra tụi này là có công việc, cũng thuộc dạng gọi là không phải cơm áo gạo tiền thì mới ngồi với các bạn giờ này, chứ nếu như mà phải phải lo suy nghĩ chạy ăn thường bữa thì chắc là không dám ngồi này. Thì có một cái may mắn là ba chị em có cái thoải mái, có cái công việc tương đối là
thì tất cả những cái chi phí của nhập kèo tri thức thì cá nhân sẽ bỏ, nhưng mà kêu gọi các bạn nếu có thể thì đóng góp cho cái trước mắt hôm nay là cho cái quỹ của em Hạnh để mua cái bột dinh dưỡng ngũ cốc. Hồi nãy trước khi Hạnh đi thì Hạnh có nhắn tin cho chị Đức á, là Hạnh nhận được là 15 triệu chín, và Hạnh nói là mỗi ngày khi mà Hạnh nhận được mới á, thì Hạnh sẽ update trên cái post. Và Đức cũng thú thật với các bạn là chỉ có duy nhất một cái post đó thôi, chứ không phải là đi post tràn lan, nhưng mà sẽ cập nhật thường xuyên trên cái đó. Thì nếu tổng số tiền mà để cần á, cho 1.000 để mỗi con có một gói bột dinh dưỡng ngũ cốc chống suy dinh dưỡng và còi xương á, và cho 1.200 con á là 84 triệu, thì tối nay chúng ta đã nhận được là nãy Hạnh nói là 15 triệu chín. Số tài khoản á, bạn Thúy ơi lên chơi lên lên Facebook á, với lại À, là chị Đức ơi, chị Đức ơi, chị làm một cái post ở trên ấy, mình cho một cái tally ấy, hiện giờ là bao nhiêu, sau đó mình update là có một cái post cái rồi đó. thằng đấy. À, À thế à, bạn bạn nào để coi, bạn nào để hồi nãy có bạn nào trong team kỹ thuật kiếm giùm chị Đức cái post của Hạnh á. Đây nè. Thì chỉ một cái post thôi, nhưng mà Hạnh sẽ cập nhật thường xuyên, thì để bỏ vô cái post nha. Rồi bỏ vô cái post cho các bạn. Rồi cái post này các bạn nha. Để Đức coi lại coi, hình như hồi nãy Hạnh có gửi cho Đức số hồi nãy Hạnh nội dung chuyển khoản là nhịp cầu tri thức ha. Rồi tên và số điện thoại. Rồi các bạn ơi, thì chúng ta đã đi được gần là hồi nãy Hạnh nói là 84. Đức có hỏi là Hạnh ơi nếu như mà mỗi con được thì mình cần bao nhiêu tiền, thì Hạnh nói là 84 triệu. Như vậy chúng ta được hình như là một phần, được gần 25, được một phần năm rồi các bạn. Thì hy vọng là các bạn lan tỏa thêm để coi như là cái sau giãn cách xã hội, khi mà các con quay lại thì các con sẽ nhận được cái món quà là một gói bột dinh dưỡng ngũ cốc, chống còi xương và chống suy dinh dưỡng. Đức nói thật là cái này là Vạn Xuân bán giá vốn, thậm chí là Hạnh nói là bán giá lỗ nữa, tại vì mùa này mùa Covid, thành ra là tất cả các chi phí đều đội lên cao. Nhưng mà Hạnh như em gái của Đức, và Hạnh là giám đốc của trung tâm Vạn Xuân, nên là Hạnh có cái quyền xin xét đó và quyết định đó. Rồi cái thứ hai mà các bạn có thể đóng góp là nếu như các bạn có một số bạn sinh viên ở đây, chúng ta có thời gian, hoặc là mùa các bạn giáo viên mà mùa này còn rảnh rỗi, thì mong các bạn giơ tay xung phong làm tình nguyện viên. Chúng ta có những cái video clip chúng ta cần phải cắt, chúng ta cần phải viết bài, trang website vừa mới được thành lập. Nhân đây thì chị Đức cũng xin tri ân một số cái bạn trong team, ví dụ như là Long. Long nhắn chị Đức một câu là chị Đức ơi mình cần phải có website, mình có chưa? Chị Đức nói chưa. Long nói để em làm. Ngày hôm sau Long quăng chị Đức ơi website nè, chị coi đi. Đó, tức là rồi đến bạn bạn Tuấn, chị Đức ơi mình cần phải làm các cái bài của mình cần phải làm tiếng Anh. Rồi nói rồi chị không làm được, em làm được không? Dạ em làm được. Thì bây giờ là cứ chị Đức ơi như vậy, bây giờ dưới tay chị Đức là khoảng 50 bạn tình nguyện viên, nhưng mà thực sự chưa đủ các bạn ạ. Tại vì khối lượng công việc quá nhiều. Mình đang cố gắng là mình nói là mình sẽ làm mỗi tuần. Lý do tại sao mỗi tuần, các bạn biết tại sao mỗi tuần không? Tại vì mình đọc báo, mình thấy những cái tin tiêu cực buồn quá. Thì không biết cô Hoàng Minh, cô Mai Thị Hoàng Minh còn trong Zoom không? Cô là cô giáo của Đức. Thì hôm bữa trước á, cô lên cô dự, xong rồi á cái buổi thứ chủ nhật lúc đó ho sụ sụ mà, cô nhắn tin thì Đức bấm điện thoại, Đức gọi cho cô, thì cô lên cái Đức mời cô lên Zoom chia sẻ luôn, hai cô trò gần 20 năm. Thì cô nói một câu mà Đức thấm tới giờ. Cô nói là Đức biết không, giờ này cô ngồi ở nhà
Nhà cô là ở quận Phú Nhuận, gần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó các bạn. Cô ngồi ở nhà, cô chỉ nghe tiếng xe cứu thương mà thôi. Tiếng xe nó rền vang liên tục, mà đêm nào cô cũng không ngủ được. Nhưng mà từ cái buổi webinar của tụi em thì cô thấy cái giá trị nhân văn, và cô thấy là nó cho cô một cái giống như một cái niềm tin á, là không, coi như là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào mình vẫn có thể học tập, mình vẫn có thể làm việc, mình vẫn có thể cống hiến. Và cô cũng tự hỏi là tại sao cái nhóm này, tại sao tự dưng có mấy cái đứa này nó nghĩ ra cái nhịp cầu tri thức này để làm cái gì, đúng không? Và tại sao bọn mình lại, thay vì lúc trước là Lộc nhớ không, webinar 1 là mình làm ngày 3 tháng 7, webinar 2 mình làm ngày 7 tháng 8, tức là thực ra cái khối lượng công việc phải là 1 tháng một webinar thì mình handle nổi, đúng không? Nhưng mà bây giờ tự dưng chỉ sau cái webinar 1, bây giờ ba chị em mình quyết định là phải bằng mọi giá làm webinar mỗi tuần. Nhưng mà cũng hứa với mọi người nha, chỉ là mỗi tuần trong cái thời gian giãn cách xã hội thôi nha. Tức là bởi vì mọi người ở nhà, mọi người thứ nhất là mọi người rảnh, thì mấy chị em cố gắng cho mọi người học. Cái thứ hai là cũng gọi là để giúp cho mọi người có một cái gì đó để suy nghĩ coi như gọi là cái shift, cái mindset suy nghĩ qua những cái điều tích cực, thay vì là ngồi ở nhà lên Facebook đọc báo và đếm con số. Ignore đi, bây giờ thực sự Đức không đếm nữa, Đức không coi báo tiếng Việt nữa, Đức chỉ vô cái nhà của mình, nhịp cầu tri thức, Đức ngồi, Đức đọc, Đức ngồi, Đức chat, Đức nói chuyện phím với mọi người, và Đức ignore tất cả những cái trang báo khác. Thì có thể là Đức ở bên này thì Đức dễ dàng, nhưng mà nói thiệt các bạn, Đức cũng đang lockdown y chang các bạn, cũng đi được có 100 cây số, mà hình như bình là Mình hình như mấy tháng là các bạn có nên nghe câu chuyện của mình không? không? Mình là năm ngoái nó vẫn ở New Zealand nha. New Zealand là một trong những nước gọi là kiểu tư bản lockdown đầu tiên trên thế giới. Lockdown một phát là chỉ có hình như là cả nước lúc đấy mới được 4 ca. Lockdown toàn bộ cấp độ 4, tức là khỏi đi đâu luôn các bạn. Giống như hệt Việt Nam bây giờ, tức là chỉ đi ra ngoài mua thuốc, tập thể dục và đi chợ thôi, không hơn kém trong vòng 2 tháng. Thế là vừa đi từ khỏi New Zealand sang Úc đây thì Sydney lại lockdown, mà buồn cười thế. Sydney thì từ cả cái đợt từ năm ngoái đâu bị lockdown gì mấy đâu, rất là tự hào. Thế là bây giờ cũng bùng nổ, dĩ nhiên là không so gì Việt Nam. Nhưng mà buồn cười nó các bạn ạ, bởi vì là nếu mà mình mỗi ngày mình đọc các ca thì cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà mình nhìn ra thế giới, Việt Nam rất sợ, có những nước còn rất sợ sợ hơn. Vấn đề là cách nhiều mình rất là bị ảnh hưởng bởi cái môi trường sống với bối cảnh sống của mình. Như mình rộng nhìn rộng ra một cái môi trường, mình rộng ra một cái bức tranh ấy, thì mình thấy đâu còn đối nãy tệ đâu. Quan trọng mình vẫn có người yêu thương, đúng không? Có một công việc. Tất cả những bạn ở đây đều đã có công việc. Nếu mà bạn không có công việc thì mình rất là chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nếu mà mình còn có thể tham gia ở đây, tức là mình vẫn có thể sống sót, vẫn có thể học tập, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều niềm tin, đúng không các bạn? Vẫn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và mỗi ngày học được thêm một chút là một niềm vui rất là lớn. Thế là 100 bao nhiêu bạn nhỉ? Vẫn ngồi đến giờ, 132 bạn sau 4 tiếng. Mình cảm thấy, tức là đến giờ này cảm thấy rất là không buồn ngủ. Các bạn có câu hỏi gì hỏi đi. Giờ này là open question, ngồi tâm sự với nhau một chút. Xong rồi sẽ cố gắng đi ngủ. Chị mở mic đi xem có bạn nào muốn nói chuyện không? Hỏi, hỏi thăm nhau tâm sự một chút. Tối thứ bảy, Hình như chị đâu có máu tắt chảy mic về đâu. tim.